Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Khánh Hòa. Đây là trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League và sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 7. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra ở trận đấu này thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Khánh Hòa với mức kèo là 0,75. Mức kèo phải tăng một trái và hạ xuống còn 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25. Hai trái và 2,5 tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì 5 lần đối đầu gần đây nhất của Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa thì Hoàng Anh Gia Lai thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Khánh Hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Hoàng Anh Gia Lai thì Hoàng Anh Gia Lai thắng 1, hòa 1 và thua 3. 5 trận thi đấu gần nhất của Khánh Hòa thì Khánh Hòa họ không thắng, họ chỉ hòa được 2 trận và để thua 3 trận. Và ở lần chạm trán này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn Khánh Hòa được chấp 0,75, hoặc là bạn nào an toàn hơn lựa mức kèo Khánh Hòa được chấp một trái nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Khánh Hòa một lần nữa chạm trán với Hoàng Anh Gia Lai thì bị đánh giá của dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thể lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Hoàng Anh Gia Lai thì Khánh Hòa họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn Hoàng Anh Gia Lai là mấy đâu. Thứ hai, trận đấu này Khánh Hòa được chấp, nếu như mà kết thúc trận đấu hai đội có một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Khánh Hòa chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba, nó thì trong bóng đá thì nó cũng chưa đứng trước nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian ở đây Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ không tốt và trận đấu này thì Gia Lai họ cũng sẽ không có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất, thì biết đâu sẽ là cái cơ hội để cho Khánh Hòa đã bại được Hoàng Gia Lai luôn thì sao. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Khánh Hòa được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì những lần mà gặp nhau trước đây có hai đội thì đa phần nó có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên nhiều. Mặc dù là thời điểm hiện tại hai đội đang mất phong độ, tuy nhiên thì cái hiệu suất của bạn nó cũng còn rất là đều đặn. Mình nghĩ trận cầu này cũng sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là hòa 2 đều hoặc 2-1 nghiêng về cho Khánh Hòa. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi kèo tài trận đấu này. Nếu như mà ngay từ đầu kèo tài nó là 2,25 thì các bạn khoan hả vào, các bạn xem đá tầm 5 đến 10 phút đi. Khi nào mà chưa có bàn thắng thì cái mức kèo tài nó sẽ hạ xuống còn tầm khoảng 2 trái, thậm chí là dưới 2 thì các bạn hãy nên vào, nó sẽ an toàn hơn nha. Thực lực của hai đội bóng này nó cũng không quá chênh lệch đâu, mình nghĩ có thể là sẽ không có bàn thắng sớm. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 0,75. Thì dự đoán hiệp 1 với cái sự mất phong độ của đội chủ nhà thời gian này thì Khánh Hòa họ cũng sẽ không thua đâu, thậm chí là Khánh Hòa mới là những các bạn dẫn trước. Thì một các bạn chọn Khánh Hòa nha và đá tài 0,75. Trận đấu này nếu như các bạn mà không tin tưởng gì cả thì các bạn đá tài hiệp 1 dưới 1-0 được rồi. Trận đấu này đá tài hiệp 1 cũng khá là êm. Tính bạc trận đấu chốt kèo là chọn Khánh Hòa và đợi tài hạ còn từ 2 trái trở xuống thì vào. Ở hiệp 1 cũng chọn Khánh Hòa đá tài dưới 1, ưu tiên đánh tài hiệp 1 trận đấu này. Chúc anh em may mắn nha.